Các bạn thân mến, ngày hôm nay Mep hạnh phúc có mặt tại lớp học của Trường Đại học Quốc gia Chon Nam. Trường đại học mà Mep coi đó là trường đại học của những kỳ tích và lịch sử. Chúng ta hãy cùng đi khắp Chon Nam khám phá và bắt đầu từ lớp học đây. Các bạn có thể thấy đây là một trong những lớp học tiêu biểu nếu các bạn học tiếng Hàn tại Trường Đại học Quốc gia Chon Nam. Chúng ta có bàn ghế, có lớp học, có rất nhiều trang thiết bị hiện đại ở đây để các bạn có thể học, có thể phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của mình với những thầy cô hàng đầu. Vì các bạn nhớ nhá, Trường Đại học Quốc gia Chon Nam là trường xếp số 2 trong bảng xếp hạng tổng sắp các trường đại học công lập xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Mỗi lớp học thì thường sẽ duy trì tầm khoảng 15 bạn và hiện nay trường có rất ít sinh viên Việt Nam, nên nếu các bạn học thật sự giỏi, thực sự ưu tú, các bạn có thể chọn Chon Nam là một trong những điểm nơi mình phát triển tiếng Hàn và sau đó lên chuyên ngành với vô vàn nhiều học bổng. Chúng ta hãy cùng Mep đi khắp Chon Nam để khám phá trường đại học Chon Nam, để hiểu vì sao Chon Nam được gọi là trường đại học của những kỳ tích và của lịch sử nhé.